Xin chào mọi người nha, hiện tại em đang có mặt ở khu vực Thảo Điền các bạn. Khu vực ngã tư Thảo Điền ở xa lộ Hà Nội. Sau một cơn mưa rất lớn thì hiện nay đường ngập rất là nhiều rồi. Ngay ngã tư này là thường xuyên ngập luôn. Ở đây có những cái xe hơi nè đang cố gắng lướt qua, mặc dù nước rất là cao. Mấy cái xe 4 chỗ rất là dễ chết máy nha cô chú anh chị. Ở chúng ta đang thấy một chiếc BMW đang cố gắng chạy qua bên đây. Mấy cái chiếc 4 chỗ thì rất là nguy hiểm, dễ chết máy lắm. Còn những chiếc xe máy thì chết máy khá là nhiều rồi. Quá trời ngập luôn rồi. Rất là ngập đó, những cái khách trên xe hơi người ta quay phim luôn cô chú anh chị. Đây là buổi chiều ngày đầu tiên của tháng 10 luôn, ngày 1 tháng 10 2022. Hôm nay trời đổ một cơn mưa rất là lớn, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy không, đường phố ngập. Đây có quán cà phê mới ra là thương hiệu Coffee Coffee. Một chiếc xe ô tô đã quay đầu rồi. Nhiều chiếc khác cũng quay đầu, chiếc taxi công nghệ này cũng quay đầu rồi cô chú anh chị. Xe máy vượt Vũ Long Môn. Rồi, mấy chiếc xe máy kia là ngập luôn rồi. Rồi, đẩy bộ luôn, có một chiếc đẩy bộ luôn. Chịu không nổi phải đẩy bộ rồi cô chú anh chị ơi, chết máy rồi. Quá trời ngập rồi. Quá trời ngập luôn. Em gái này ướt hết đồ luôn rồi. Ở bên kia có một chiếc xe máy mới bị ngã xuống nước xong rồi hư xe luôn. Nó chở theo một thùng đồ của chú anh chị. Nhiều xe máy phải đẩy bộ của chú anh chị. Một chiếc Attila cũng đẩy bộ rồi. Mưa quá lớn mà cái ngã tư này nó hay ngập lắm, ngã tư này ngập rất là sâu. Vô trong kia là khu Thảo Điền đó cô chú anh chị. Đường Thảo Điền đó là đường Thảo Điền luôn. Đây là ngoài xa lộ Hà Nội nè cô chú anh chị. Ồ, có chiếc xe đạp điện cố gắng lướt qua nè. Ồ, một người mẹ chở hai đứa con. Rất nguy hiểm nha, cái này mà trúng ổ gà cái là té liền. Một người mẹ chở hai đứa con. Đây, xe hơi này đang bấm kèn để chuẩn bị tăng ga nè quý chị. Ở đây thì phải tăng ga để cho nó lướt qua cái nước ngập á, nó không bị vô ống bô. Đây, bên đây xe chết máy à. Ồ, xe chết máy, phải nổ máy bên này. Xe bên đây bị chết máy rồi. Mấy chiếc xe máy bên đây bị chết máy rồi cô chú anh chị. Đang dốc ngược lên để nước chảy ra ngoài nè. Đó. Rất là khổ ha. Tội nghiệp ghê. Xe máy đang tăng ga để nước trong ống bô nó ra ngoài hết đó cô chú anh chị. Đẩy bộ rồi, một chiếc xe mắc màu đỏ đẩy bộ rồi. Rồi lướt qua luôn.
Anh kia tăng ga lướt qua luôn, còn anh bên đây đẩy bộ nữa rồi. Một chiếc Air Black màu cam đẩy bộ rồi cô chú anh chị. Taxi nè, taxi chạy qua được, taxi 7 chỗ. Nhiều xe máy phải đẩy bộ rồi cô chú anh chị. Nước ngập vô bô á. Giờ này những người đang ở trên chung cư thì rất là sướng ha cô chú chị ha, trên chung cư thì nó không bị ngập ha. Ai ở trên đó rất là sung sướng ha, còn những người mà dưới đây thì hơi khổ quá. Quá là ngập rồi. Bầu trời vẫn còn mưa ha cô chú gì ha, mưa còn mưa nhỏ. Hồi nãy nó mưa lớn cũng 2 tiếng đồng hồ á. Rất là nhiều nước đổ xuống á. Rồi anh mô tô chạy đó. Xe của anh đó dạng xe cầu cào á, bô nó cao lắm nên là chạy thoải mái không sợ. Chiếc xe của hai bạn trẻ này bị vô nước và bị chết máy rồi cô chú anh chị. Đang phải sửa bu ri nè, không biết có cứu được hay không ha. Nước mưa đã vô bô và đã bị chết máy rồi. Đây đúng vào giờ buổi chiều khoảng 4 giờ mấy 5 giờ là cái giờ tan tầm ha.
mặc dù là ngày thứ bảy nhưng mà vẫn có nhiều người công nhân hay là nhân viên đi làm ca sáng, thì giờ này là giờ về của họ nên là cũng rất là nhiều xe phải đi qua cái cung đường này. Rất là ngập luôn cô chú anh chị. Mấy cái xe hơi mà xe sedan 4 chỗ thì hầu như là phải mạo hiểm lắm mới chạy qua cái cung đường này, tại vì gầm nó hơi thấp đó cô chú anh chị. Còn những xe 7 chỗ thì ok. Mỗi lần mưa lớn thì khu vực Thảo Điền rất là ngập. Đó là một điều hiển nhiên ai cũng biết rồi cô chú anh chị ha. Rất là ngập luôn. Rất là nhiều xe máy đã bị chết máy, đang nẹt bô để cho nước trong cái ống bô xả nó chảy ra ngoài để có thể hoạt động lại được. Nhiều xe chết máy cô chú anh chị. Nhiều xe máy bị chết máy đang đậu ở đây nè cô chú anh chị. Nước vô ống bô đó cô chú anh chị. Rất là khổ ha. Ồ, ở đây mà cái anh xe màu đỏ này còn quay đầu nữa thì chắc chắn dễ kẹt xe lắm. Ở đây thì không nên quay đầu, ở đây là chỉ có chạy qua luôn thôi. Đây một chiếc xe rác thì không sợ ai được cô chú anh chị. Xe rác rất là cao và rất là khỏe, cứ thế mà đi thôi. Nhưng mà anh đi chậm chậm thôi, anh đừng có tăng ga, nhiều khi có xe máy ở dưới rất là nguy hiểm ha. Xe máy mà chết máy dọc đường rất là nguy hiểm. Nếu mà chết máy đậu xe trước đầu của xe rác thì rất là nguy hiểm ha. Đây là xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn nha cô chú anh chị. Hướng về cầu Sài Gòn. Ok, đến đây em xin kết thúc video clip này ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video clip. Đừng quên bấm like để ủng hộ cho kênh và bấm đăng ký nếu mà cô chú anh chị chưa đăng ký kênh Đường Phố Sài Gòn ha. Xin chúc mọi người gặp nhiều bình an trong cuộc sống. Kính chúc mọi người dồi dào sức khỏe. Xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào ạ.